Xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube Nông Cơ Duy Hải Thắng Mây Cơ Xích. Hôm nay trong video này thì em sẽ giới thiệu đến anh em một con máy cơ xích hàng IB Ấn Độ. Thì ở đây thì anh em thấy không, hai hộp giặt này, bộ đồ Ấn Độ này. Đó. Thì chia sẻ với anh em luôn, máy ở đây là một cái máy mới của Trung Quốc. Anh em chờ một tí. Ở đây thì có cái máy Trung Quốc, em bung ra. Đó, em bung đã bung ra này. Đây một cái máy nguyên thủy đang chuẩn bị bung ra. Tại sao em lại bung ra? Bung ra em sẽ thay đồ tốt IB vô, tức là hàng của Ấn Độ vào. Đấy. Và đây là một con máy mà đã rã rồi, nhưng mà khi mình rã ra mình kiểm tra. Đó, khi mà rã ra kiểm tra thì cái cặp lốc nó không được như ý. Đây là cặp lốc của nó đấy, nhưng mà nó không được như ý của mình. Đó. Và phải thay thế bằng một cái cặp lốc như thế này tốt hơn, kèm theo bạc đạn Nhật tốt luôn, xịn. Và đây là những cái bộ đồ hàng Ấn Độ AIB. Đó. Bóc cho thằng nhiệt coi. À, đây là đồ Trung Quốc này, bỏ hết đi. Một cái gen Trung Quốc. Đây một cái gen AIB hàng Ấn Độ, xịn sò, bộ lòng bạc luôn, hút hết. Và đáp vào đồ này. Và hàng này khi mà bên em đã bung ra và làm như vậy ấy. Đó, đây bộ lòng Trung Quốc này, bỏ ra về. Bên em bung ra và đáp lại. Thì hàng này nó sẽ được bảo hành cho anh em 3 tháng xài, bao xài luôn. Lỗi rền, lỗi lòng, đó hết. Miễn là cưa không được lúc bê. Đó. Lúc nào tháo bít tông nó còn như này, không có xước. Cho nó đã xước thì không sao hồi giao diện bảo hành. Đó, nó là như vậy. Đấy. Bảo hành cây rền, lòng bạc cho anh em 3 tháng. Và từ cái chi tiết như bạc đạn bên em cũng phải thay thế hết. Thay thế bạc đạn tốt vào. Đây là cái cặp bạc đạn thang máy của nó. Là bỏ hết nhá, không dùng. Đó, tại vì nó chất lượng nó không có tốt. Đó. Còn vẻ bề ngoài của nó thì em vẫn giữ nguyên. Vẫn giữ nguyên như cái mặt bích hộp giặt, linh tinh mọi thứ, hay mô bin đánh điện, thì nói chung là những cái đó thì nó không ảnh hưởng gì tới máy cả. Và nó quan trọng nhất bộ đầu lòng ruột bên trong. Đó. Và kể cả cái lốc này nữa là cảm thấy không ok là em thay thế. Đó, là những cái bộ phận chính quan trọng. Đó, thì những bên hàng của Trung Quốc thì nó yếu ở những cái vấn đề như thế. Và em làm lâu năm sau kinh nghiệm của em có, nên là em sẽ thay thế cho anh em để anh em sử dụng. Và khi thay thế như vậy thì dám đảm bảo cho anh em để anh em xài. Đó. Thì ở đây là em đang chuẩn bị là bung ra đây một con này, và bung tiếp con thứ hai để mà có cái mà anh em cần thì là có cái luôn. Còn đây là video lần đầu tiên em cũng đã giới thiệu rất nhiều, nhưng mà chưa có đăng lên online. Tại vì sao? Tại vì phải test tại cửa hàng đó. Cảm thấy khi mình làm như vậy nó ok, xài khá là chuẩn, thì bắt đầu mới giới thiệu cho anh em xài. Đó. Thì hàng AIB thì em đã ráp cho rất nhiều anh em rồi. Đấy. Rất là nhiều anh em xài lâu rồi. Nhưng mà online thì thật sự là chưa bán cho bất kỳ một anh em nào. Và đây là video đầu tiên em làm và em bán cho ra thị trường. Và sau này nó sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Tại vì anh em biết rồi đấy, hàng 381 bây giờ đang bị hết hàng. Đó. Đang bị hết hàng, hiểu không? Nên bây giờ là phải phát triển cái mẫu ở Ấn Độ này. Mà hàng Ấn Độ này, cái phụ tùng nó thì nổi tiếng xưa giờ rồi, hàng cực kỳ chuẩn, xài rất là ngon. Nên anh em không phải lo lắng về chất lượng. Bên em bán mà dám bảo hành 3 tháng cho anh em xài là biết rồi. Còn hàng mới chính hãng của ST nữa thì bảo hành cho anh em có được có 6 tháng thôi. Mà đây bên em bảo hành cho anh em 3 tháng xài là anh em biết là tự tin cái nào rồi. Ok. Thì đây bây giờ em đã ráp bằng đạn Nhật vào này, là ngon xịn nhất. Bằng đạn đây thì nó rễ bằng bột. Phòng trường hợp mà bể bi linh tinh ra thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới tới bộ lòng bạc. Đó. Thì ở đây mà nếu mà video mà quay chi tiết mà anh em ráp máy rất là lâu. Nhưng mà em sẽ gọn lẹ. Thì em sẽ
Bây giờ em sẽ ráp sơ qua cái lốc vô cho dê tàu phẳng. Ok. Hẹn anh em ở video cuối để mà hoàn thiện cái máy, em sẽ test review cái máy cho anh em, em mới nổ nó chắc cái kia này ha. Ở đây thì em sẽ lấy lại những cái đồ này của cái máy Trung Quốc cho qua. Đó. Cái lốc này thật ra thì nó không được đạt chuẩn theo ý em lắm. Đó, nên em phải buộc lòng phải thay cái lốc khác chất lượng hơn. Đó, nên là nó mất một thêm một thời gian đó, mình phải sàng những cái tay thắng đồ qua đây. Bởi vì cái này nó lốc trống trơn, nó không có cái gì hết, thì con ốc cũng không có luôn. Đó là như vậy. Đây. Ok, đây em đã ráp xong hết rồi. Đó, thầy bề. Bây giờ là còn bước hoàn thiện lòng bạc tính tiêu nữa. Ok. Xong ha. Ok. Rồi hẹn anh em video, em lòng video chứ mất không chờ lâu nha. Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bảo Lâm Xe Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 019191, 0974 644 973. Này xin giới thiệu với mọi người một con máy Estin MS 381. Thì hôm qua có một làm một cái video chi tiết rã máy rồi ráp lại. Cái hàng đây thì thật ra thì nó đều là hàng sản xuất tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà cái bộ ruột, đó, bộ ruột nha, nói tới là bộ ruột là nó thay thế bằng hàng của Ấn Độ AIB. Và những cái chi tiết mà nó cảm giác nó hay hư nhất như ốc chân tán này thì được thay bằng zin luôn. Hàng xịn luôn. Đó, xịn luôn. Đó, là bỏ những cái đồ của Trung Quốc ra. Lòng ba kinh tinh thì bộ ruột là hàng Ấn Độ rồi. Đó. Rồi thậm chí như video hôm trước em làm thì cái lốc của Trung Quốc em thấy nó không ổn, em cũng bỏ ra và ráp này một lốc Ấn Độ rất xịn sò luôn. Đó, như cái máy này thì hầu như là đồ toàn đồ Ấn Độ, ngoài ra cũng như bình xăng con linh tinh thì vẫn là của nó theo nguyên bản của cái máy. Thì cái máy Trung Quốc thì em bán với giá là chỉ 3 triệu mấy, 3 triệu một đầu máy thôi. Nhưng mà hàng đó thì không có bảo hành. Còn riêng cái hàng AIB này thì bên em bảo hành cho anh em 3 tháng xài. Riêng bộ lòng bạc miễn anh em cưa không được, không bị lúc bê. Lúc bê là sao, là cái trái bê tông nó bị xước hết á. Là không, cái đấy không có trong cái diện bảo hành. Do anh em pha nhớt hay là cưa ép máy quá thì những cái kẹo đấy chẳng, nó không phải là cái diện trong bảo hành. Bên em không bảo hành. Còn anh em sử dụng bình thường mà nó gãy rên này, đó, gãy cái cây biên cái cốt này này, đó, mà lột hay là lòng bạc nó hư, bình thường nó lột đi thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em vấn đề bảo hành được trong vòng 3 tháng. Nói chung hàng này thì anh em yên tâm vì cái chất lượng của nó, tại vì nó được nâng cấp hết, đồ tốt hết trong này rồi. Đấy. Chỉ có những cái bộ phận như mình chứa xăng thì không quan trọng, mình tốt tinh tinh nhá. Anh em nó chẳng hư được thì không cần phải nâng cấp lên. Thì về cách khởi động thì anh em chỉ cần bóp cái ga để e xuống, thì cái dòng máy này dành cho những anh em cưa chuyên nghiệp rồi thì không xa lạ gì với cái dòng máy này. Chỉ cần bóp ga đóng e xuống, giật hai ba cái nó ho tiếng hất nhẹ lên, rồi giật tiếp bóp ga nó bật lên là xong, rồi mình hất lên trên cùng tắt máy. Đó, bây giờ sẽ khởi động để cho anh em nghe trải nghiệm cái tiếng máy của nó khác hoàn toàn với những con máy Trung Quốc mà giá tầm khoảng 3 triệu nhá. Oh.
Rồi anh em nghe tiếng máy không? Những cái dòng máy lớn anh em pha làm sao nhớt phải khói xanh là được. Và hơn nữa là cái con ốc hắt như thế này này, em đang căn với chế độ là đang bị dư xăng. Tại sao lại căn như vậy? Thì để cho tác dụng của nó là để bền máy thôi. Anh em căn cho nó rát một tí nữa, máy nổ rất là rát, rất là bốc, cho nó hết công suất mã lực của nó thì nó sẽ mau hại cái dê này và cái bộ lòng bạc này. Nên là theo cái nhà sản xuất đó, người ta căn lúc nào người ta cũng dư ra, về mình chỉ chỉnh nhích nhẹ thôi đó. Anh em lưu ý vấn đề đấy, anh em càng siết nhiều bao nhiêu thì cái độ bền của cái máy nó sẽ giảm đi đó, tại vì nó gắt quá thì đồng nghĩa có vấn được nó chạy hết công suất. Còn anh em cho nó hao xăng một tí, dư xăng tí thì máy nó sẽ bền hơn đó. Nó là đấy, một lưu ý nhỏ để cho anh em sử dụng nha. Và lưu ý là cái máy lớn là anh em pha cho nó dư nhớt ra. Anh em thấy không, những cái máy khác em nẹt nghe nó ít có khói, nhưng cái dòng máy lớn này em pha rất là nhiều nhớt để cho nó khói ra, phun ra nhiều một chút đó. Và tiếng máy nổ rất là chất đó. So với một máy mới như thế này thì em đảm bảo với anh em nó tốt hơn những cái máy cũ như thế này rất là nhiều. Tại vì những cái máy cũ như thế này ấy, đó đây là một vụ như đây, một cái máy cũ này 381 anh em theo. Nhưng thực chất thì trong đồ nó là lai hết rồi. Còn những cái con máy cũ mà đồ đạc nó còn zin, máy ngon thì cái này thì không có đủ tuổi sống. Nhưng mà vụ những cái con máy mà người ta đã qua sử dụng rồi thì thật ra thì đã qua sử dụng rồi mà không may bức cái lòng zin thì người ta chỉ có ráp đồ Ấn Độ vô là đồ tốt nhất, hay cùng lắm đồ Ý B và B đó. Thì ở đây mình ráp một con máy mới được ráp đồ xịn vô là anh em biết là độ chất lượng xài như nào. Mà tại cửa hàng thì dám bảo hành cho anh em xài 3 tháng là anh em biết chất lượng như nào rồi đó, không phải suy nghĩ. Tại vì nếu nó dở thì không ai dám bảo hành cả đó. Còn mà chất lượng nó xài ok đó, dành để cho anh em đi cư chuyên nghiệp được thì dám bảo hành cho anh em 3 tháng xài. Và giá sản phẩm thì em đang bán với giá là 6 triệu một đầu máy như thế này. Làm xích thì tùy theo anh lấy làm xích ngắn hay dài như nào thì nó sẽ có giá khác nhau. Còn hiện tại thì đầu máy là 6 triệu, bảo hành 3 tháng cho anh em xài. Đó là cái bộ ruột như thế này, rên lòng rõ ràng đây để cho anh em ân tâm sử dụng. Còn những chi tiết ngoài như bố côn anh tên thì em cũng đều thay đồ zin vào, tại vì những cái đó đồ Trung Quốc anh dở thì em sẽ thay vô. Và ví dụ anh em mua Trung Quốc anh em xài tuần một tháng thì phải thay những cái đó, thì đấy em đã thay đồ rin luôn cho anh em rồi. Tại vì bên em đã trải nghiệm test máy cưa thử cho khách, cho thợ cưa ở đây, người ta bán cho người ta cái máy để người ta cưa để xem là cái lỗi của máy Trung Quốc là nó hư những cái gì đó, nó hư gì, và em bên em khắc phục và đưa ra thị trường một con máy AIB để anh em cưa thử ok đó. Khi ok rồi bắt đầu mới giới thiệu đến anh em đó, hôm nay mới làm video đó. Còn AIB thì em giới thiệu đến cái là cả năm rồi, nhưng mà muốn test chất lượng và mình có dám đủ khả năng để bảo hành cho anh em xài không đó, thì đó. Và hôm nay là giới thiệu với anh em một con máy đó, dám cam kết anh em chất lượng của suy nghĩ rồi. Anh em có nhu cầu sở hữu con máy này thì liên hệ trực tiếp với Thắng Máy Cưa Xích qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Bên em ship code sale toàn quốc, mua hàng vui lòng chuyển khoản đặt cọc trước 500.000. Anh em chuyển khoản thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho anh em nhé. Đó, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào anh em. Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý khách, tự hào là một trong những cửa hàng mua bán, sửa chữa, bảo hành uy tín chất lượng nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu, tọa lạc tại địa chỉ ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hotline 0337 019191, 0974644973. Chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp như máy cưa, máy phát cỏ, máy xịt thuốc, động cơ xăng và các loại phụ tùng thay thế với sản phẩm chất lượng nhất, giá thành tốt nhất, cam kết sẽ làm hài lòng quý khách. Đặc biệt, chúng tôi miễn phí giao hàng toàn quốc. Nông cơ Duy Hải, uy tín tạo nên thương hiệu. Xin trân trọng cảm ơn.